Thanh Điền và Hà Trinh mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục quen thuộc Bạn Có Biết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút thông tin về những nét độc đáo trong trang phục truyền thống của người dân Khmer. Người dân Khmer không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm thổ cẩm dệt tay mà trang phục truyền thống về kiểu dáng, về màu sắc, về phụ kiện đi kèm cũng rất là độc đáo, thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc của cộng đồng dân tộc này. Đúng rồi, và điểm độc đáo chúng ta thường nhận thấy trên trang phục của người phụ nữ Khmer đó chính là sự nổi bật về màu sắc nè, chất liệu là và hoa văn rất là tinh xảo. Bên cạnh đó còn kết hợp thêm những vật dụng để làm đẹp ở trên quần áo nữa, chẳng hạn như là kim sa lấp lánh hay là những hạt đá làm cho trang phục thêm phần nổi bật và rực rỡ hơn. Và những ngày lễ Tết thì người dân Khmer thường mặc trang phục có màu vàng. Đây là màu sắc gợi không khí lễ hội. Ngoài ra còn là một màu chủ đạo thường bắt gặp trong trang trí kiến trúc tôn giáo truyền thống của người Khmer mà chúng ta thường gặp ở những ngôi chùa Phật giáo Khmer. Và để cho trang phục dân tộc của mình thêm phần rực rỡ và bắt mắt thì người Khmer còn có một cái cách nhuộm đặc biệt được gọi là tiệp cát và batik, khiến cho vải vóc tơ lụa có một cái màu sắc nó ống lên nhưng mà nó lại lâu phai. Và đặc biệt thì váy của phụ nữ Khmer được dệt bằng chất liệu tơ tằm hoặc là những cái sợi kim tuyến lấp lánh và sợi bông nữa, kết hợp rất nhiều hoa văn và màu sắc khác nhau cũng như họa tiết tinh xảo. Và một cái đặc trưng khác trong trang phục của người Khmer đó là trang sức. Thật ra thì không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là yếu tố tâm linh. Người Khmer quan niệm rằng là khi mà đeo trang sức ở cổ tay hoặc là đeo ở thắt lưng một cái sợi dây bùa có gắn những cái mảnh xương hay là nanh của một loài thú dữ như là hổ, cá sấu, heo rừng thì có thể ngăn được gió độc và trừ tà. Những chiếc vòng cổ hay lắc tay có hình trăng lưỡi liềm, hình cầu, hình trái cây, hình chim được coi là những vật dụng không thể thiếu mỗi khi người dân Khmer đi ra đường. Và một trong những biểu hiện về văn hóa cũng được thể hiện rõ nhất trong những đám cưới của người dân Khmer. Và trong đám cưới thì chú rể sẽ mặc một bộ đồ được gọi là sampot có màu đỏ và vai sẽ vắt một cái khăn ở bên vai trái. Và có những cái trang trí hoa văn rất tinh xảo trên bộ quần áo sampot này. Đặc biệt là trong lễ cưới chú rể luôn phải đeo theo một con dao. Con dao này được gọi là con dao cưới. Được chú rể sử dụng để mà múa mở đường trong đám cưới, dùng để cắt trầu cao, mời cô dâu ăn cùng. Ngoài ra thì theo tích dân gian của người Khmer, con dao này tượng trưng cho lòng chung thủy và cho đức hy sinh sẵn sàng vì tình yêu. Dạ, rất là ý nghĩa và độc đáo nữa. Và nói thêm về đám cưới của người dân Khmer thì người phụ nữ sẽ mặc một chiếc áo cũng được gọi là sampot, sẽ có màu đỏ thật là đậm hoặc là màu hồng cánh sen cũng đậm luôn. Và chúng ta thấy là những cái áo sampot này sẽ được dệt từ tơ tằm hoặc là sợi kim tuyến lấp lánh. Và người phụ nữ trong đám cưới của mình sẽ có một cái dải khăn để quấn ở trước cổ và một cái nón gọi là nón chóp 3 tầng. Trên đó sẽ có trang trí rất là nhiều những cái kim tuyến, những cái bông hoa tròn và cả những cái hạt đá lấp lánh tượng trưng cho tuổi trẻ tươi đẹp của cô dâu. Và trong trang phục của cô dâu Khmer thì còn có thêm hoa tai, hình cầu tương tự như là hình dáng của những cái loại trái cây làm từ đồng thau. Đây là một cái trang sức mà được coi là đặc trưng trong đám cưới của người Khmer, khó có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào khác.